Đây là khung cảnh chính của tháp, rất là đẹp. Hình ảnh ở đây camera không thể nào thể hiện hết được cái vẻ đẹp hùng vĩ bao gồm những thác nước và những vách đá sừng sững ở nơi đây. Tuy nhiên thì về cái khu du lịch này thì nó chỉ có mỗi thác nước này thôi, nên là nó cũng khá là hạn chế cho mọi người trong cái việc là check in. Tuy nhiên thì nếu là cơ hội ở đây thì là cơ hội tập thể dục khá là tốt, vì cái khoảng cách di chuyển khá là xa, đèo dốc khá là nhiều, phù hợp cho chúng ta chuyến dã ngoại và cùng người thân ở lại check in phong cảnh này, có nhiều không gian. Tuy nhiên ở đây mọi người cần phải giữ vệ sinh chung. Không gian đứng ở đây cảm thấy là rất tuyệt vời, thư thái. Những người mà ở thành phố về thì không thể nào chê được cái phong cảnh này.